Hôm nay mình sẽ nói về cái tủ lạnh mà lần trước các bạn nhớ là mình có mua ở trên Kedip cho cháu Thỏ không? Sau đó cháu Thỏ không lấy bởi vì ở văn phòng đấy có sẵn tủ lạnh rồi. Dũng ơi, đây bảo cái tủ lạnh này là mua bao tiền nhở? Wow. Thì nó nói 3 lít chỉ tin là 2 thôi. À, 3 lít thì thực chất chỉ 2 nhá, thằng này là cái thằng quá quá. Hôm trước clip iPhone 8 Plus của mình rõ ràng là 2 năm, nó cứ bảo với mình là 3 năm. Rồi, ok, bạn Dũng là người đã thử nghiệm thực tế cái tủ lạnh này. Có một cái điểm mà tủ lạnh này khá là lừa đảo, khi không cắm điện gần như nó không thể làm mát được. Đấy, thứ nhất là đấy điểm yếu của nó, và bọn mình khi tháo điện ra thì nó không hề làm mát. Như vậy là tủ lạnh này không đúng, phải là tủ lạnh điện mới chuẩn. Nhưng khi mà bọn mình cắm điện vào thì nói tiếp đi. Sau 45 phút thử nghiệm thì nhiệt độ phòng là 26 độ và nhiệt độ tủ lạnh là 27 độ. Và các bạn thấy chưa, sau khi mà cắm nguồn điện vào thì ở bên trong tủ lạnh nó sẽ nóng hơn so với bên ngoài. Đây thì bọn mình đã thử nghiệm, đó là mình có một cái chai nước. Đúng không? Đấy, thử nghiệm chai nước, bọn mình cho cái tủ lạnh này đây. Và bọn mình cho tủ lạnh vào bên trong chai nước, thế thì nani? Thấy rằng là cái tủ lạnh này không. Đây các bạn nhìn xem. Thứ nhất, để mà một cái tủ lạnh hoạt động được thì nó sẽ thường có cái đấy gọi là khí ga đúng không? Ga làm mát đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái thiết kế này thì khí ga nó sẽ đi qua bốn cái lỗ vít ở đây. Đấy là bọn mình tưởng tượng ra thôi chứ nó chả có cái lỗ đít nào mà có thể ra được. Các bạn thấy lý do tại sao bọn này lừa đảo chưa? Hoặc thứ hai, có một số cái loại thì nó sẽ dùng như kiểu cái miếng mát. Các bạn có biết cái hộp giữ nhiệt không? Thì nó sẽ có cái loại như thế. Thì có một số công cụ là người ta có cắm điện để sạc, giống như kiểu là chúng ta có nồi cơm giữ nhiệt đấy. Thì nó sẽ sạc làm cho cái kích hoạt cho khả năng làm mát, và sau đó nó sẽ làm cho cái bên trong nó mát thôi. Nhưng cái này đúng là đây, thằng Tú thò tay xem. Mát thật này, thò tay xem. Đúng không? Nó có mát nhưng mà thực chất là nó không đủ khả năng để làm mát, như là hoa quả để chai nước vào đây thì nó cái nước vừa ghê chưa? Nó không có khả năng làm mát thực sự như mọi người mình tưởng tượng. Ngoài ra nó còn có khả năng làm mát để mà các bạn thể đựng như là những cái miếng đắp mặt này, nó để cho một cái khay để đựng miếng đắp mặt. Hoặc là nếu mà các bạn thấy rằng là các bạn chờ mình đi. Đúng. Các bạn có thể để điện thoại. Các bạn có thể để điện thoại vào đây này. Đấy, các bạn có thể cho tiền vào đây cho nó mát. Đấy, thấy không? Và giữ tiền tươi. Đấy, giữ tiền tươi, nó không bao giờ cho bị héo. Đây. Vấn đề là sao? Tức nghĩa là cái điện thoại này khi đeo ốp Pikachu rất là đẹp. Bởi vậy nên các bạn phải truy cập ngay vào link bên dưới mua cái ốp lưng Pikachu này đi. Ốp này số lượng giới hạn đấy, không phải ai muốn mua cũng được đâu. Mọi người nhớ mua ủng hộ mình nhá để mua mấy cái đồ sàn này còn về review cho các bạn. Đấy, là cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Được thôi, ý mình muốn nói với các bạn đó là không, trên đời này chả có thứ gì gọi trên đời này không có thứ gì được gọi là tiền ít mà thích hít mùi thơm mà. Chính vì vậy nên cái này cái này không tin được. Đây phía sau vẫn có, mặc dù cũng có là nguồn này, có nguồn 12V này, 220 đến 240 này, có công, nó có cả sưởi ấm nha các bạn, hay là mày bật vào cái chế độ sưởi ấy? Không, bật chế độ còn được chứ thôi. Nên nó không hiệu quả đấy, nó sao cũng có quạt như thật. Nói chung là hàng này các bạn đừng mua nhé, đừng tin mấy các bạn sinh viên, đừng bỏ mua mấy cái thứ sản phẩm này. Các bạn mua ấy thì hãy mua cái loại tai nghe không dây quảng cổ của Apple như này. Loại tai cái này tai chất lượng nó nhờ. Các bạn dùng AirPods mà sợ bị rơi đúng không? Thì các bạn lên mạng mua cái này. Đó. Với cái này thì các bạn sẽ không sợ ấy nữa. Ngoài ra khi các bạn cần tập thể dục. Đấy, các bạn thấy không? Hãy mua những loại tai nghe này, các bạn tập thể dục sẽ không bao giờ sự bị rơi. Lại một trò lừa đảo nữa nhá. Và cảm ơn mọi người. Chỉ có ốp lưng là không lừa đảo thôi. Nên mọi người hãy nhớ truy cập vào link mô tả bên dưới để mua ốp lưng cũng như là cường lực của bọn mình. Và hẹn lại bạn trong một video lần tới, review máy hút bụi 200.000 này. Máy hút bụi kia 200.000 đúng không? 300.000. Thằng Dũng nói 300. Chỉ là 2 thôi. Hẹn lại các bạn các video sau, tại cả là anh Dũng Toán.